Mẹ, con hỏi thiệt nha, sao mẹ lại không chịu mở lòng với bác trưởng làng vậy? Không tìm được ai yêu mẹ nhiều như vậy nữa đâu nha. Mẹ đẹp, mẹ có quyền mà, sao mà mẹ lại phải quan tâm cái tên điên đó chứ? Ồ, có quyền chọn nữa chứ. Nè bác, nói thiệt nha, con người ta là bạn với nhau từ lâu, tự nhiên giờ đổi sang mối quan hệ khác, mẹ thấy mạo hiểm đó. Dù có mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm với người tốt mà, cũng đáng để mạo hiểm mà mẹ. Mẹ cũng đồng ý là ông ấy là một người tốt. Nếu không có ông ấy, chắc mẹ sẽ sống rất vất vả. Nhưng mà con thử nghĩ mà xem, nếu đổi sang mối quan hệ khác mà nó không được như những gì mình nghĩ, thì cứ là bạn cả đời với nhau như vậy, không phải tốt hơn sao? Chẳng cần phải mạo hiểm gì hết. Vậy sao? Ừ. Nhưng nếu là con, con mà tìm được người yêu mình sâu đậm tới mức này, chịu đựng vì con tới mức này, nếu là con thì con chịu luôn rồi. Bày đặt tư vấn cho mẹ nữa, bản thân con còn lo chưa xong nữa kìa, bày đặt tư vấn cho mẹ. Nó có giống nhau đâu mẹ. Lại đây nào, lại đây với mẹ. Mấy chuyện kiểu như vậy tùy người tùy hoàn cảnh nữa con, mỗi người mỗi cảnh mà.